Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Nấm đang ở khu vực Tây Sơn, thì đang tham quan và tư vấn một cái trại nấm để chuẩn bị nhập về một cái lô phôi tiếp theo ở bên kia. Đấy, kệ tấm đấy mọi người đấy. Thì cái trại đây đã thu lứa, mới thu hết lứa thứ ba rồi. Thì cái đánh giá thứ nhất là phôi thì chủ trại chăm sóc và cũng ok, dọn vệ sinh đầu phôi sạch sẽ. Nói chung ba lứa nhưng mà chỉ có hư lát đát vài ba bịch bỏ gốc đây nè, bốn bịch đấy. Rồi trại thì rất thoáng, chia lớp lưới côn trùng, rồi chia lưới chia lớp vải. Thì sẵn hôm nay thì đây hệ thống tưới bét cam của bên Nấm trại mới ken sben luôn tức là lần đây trồng đầu tiên, chủ trại trồng đầu tiên nhập lô 8.000, chuẩn bị nhập bên kia 8.000 nữa, tức là hai trại ngăn chính giữa bằng lớp lưới lan đó. Rồi nhưng mà thì có một vấn đề như thế này để chia sẻ mọi người. Dọn vệ sinh xong rồi tự động nấm nó trào nó ra, phải chiếm 30-40%. Tức là đây nè, bây giờ bắt đầu là nó sẽ xì nấm này, gọi là như đây là lứa thứ tư nè, nó ra rất là nhiều luôn mọi người. Đây mọi người thấy không, chỉ cần một hàng bây giờ nó trào trở ra lại. Và chủ trại đây nhiều lắm, chủ trại có nói kêu, anh Trưởng ơi, em đang thắc mắc một cái vấn đề, tại sao bây giờ em dọn vệ sinh rồi tự động nó bung nấm ra, nhưng mà em thấy cái chùm nó lại sung hơn nữa, nó nhiều hơn nữa, nó nhiều tay hơn, rất là dày tay. Thì bây giờ cái phương hướng xử lý của em thì như thế nào? Có nên cạo bỏ thì uổng quá, mà để thì bây giờ xử lý lại nó khó, đúng không? Nó uổng quá mà, nó quá nhiều như thế này. Thì bây giờ nấm nói là chủ trại này, thì bây giờ thì thôi, làm xiên đi. Em lấy cái bình xịt, em cứ cái nào nó ra em làm xiên đi, bóp bóp nó ra đi, rồi mài hái nó nhỏ nhỏ một tí, rồi hãy dọn vệ sinh rồi để đại đồng lọt. Dọn vệ sinh tức là đây, dọn vệ sinh thì phải để cho nó khô nữa. Tức là nếu như vậy, cái này á, là giờ này nấm đang có mặt là lúc 9:30, thì nếu cái đây thì khoảng cỡ sáng sớm mai hái, tưới đây là sáng sớm mai hái, rồi mai hái xong rồi dọn vệ sinh, dọn vệ sinh rồi bắt đầu là phun nước vôi đậm thêm một tí. Đó là bình thường, ví dụ như là cái này phun 1% thì xuống đây phun 2-3% để chi cho nó kích thích được cái cổ nó, là nó khô ráo nhanh hơn. Vì vôi càng nhiều thì càng nóng, độ khử trùng càng cao, càng nóng thì nó nhanh khô hơn, độ khử trùng nó sẽ càng cao hơn nữa. Đấy. Vì ở video trước Nấm nói rồi, phun 1-2% thì nó chỉ nâng pH cái bịch phôi thôi, còn phun 10-20 càng nhiều chừng nào thì nó sẽ chuyển qua thành khử trùng luôn. Cái tiếp theo là Nấm chia sẻ cho mọi người là đấy rồi. Đang nói tới đầu bà xã phải lấy cái chìa khóa xe. Rồi, tức là mình phun rồi, mình dọn dẹp, mình phun đậm hơn tí xíu để chi? Cho nó nhanh khô, để nó đồng lọt, mình đậy nắp đều một lượt. Cho để đậy lọt sọt nó mới công. Còn nếu không phun thì nếu không phun nha, tức là mình chờ độ ẩm đây thì mấy thằng đây nó lâu quá. Đó, có khi nó sẽ bung nấm lại nữa. Mình đậm luôn. Rồi. Cái giải thích tại sao mà em hái rồi mà lại càng bung nấm nữa là tại vì vậy nè. Tại vì đây nè mọi người, tức là khi mà hái xong rồi chủ trại là dỡ trại đồ lên để cho nó thoáng rồi, thì cái lượng oxy nó sẽ trào vô trại rất rất nhiều, kết hợp với cái ánh sáng nữa, mọi người thấy không? Đấy, dỡ trại lên nó sáng. Đấy, thì khi mà ánh sáng càng nhiều kết hợp với oxy càng nhiều nữa. Đấy, mà gặp cái trời mà khí hậu nó hơi lạnh lạnh ẩm ẩm nữa nha, thì nó tự động nó sẽ bung nhiều. Đấy, mọi người thấy không? Nó bung ra còn sung hơn, kêu còn sung hơn cái lưới em hái nữa. Như vậy thì để đấy, Nấm chia sẻ mọi người cái yếu tố cần nhất để khi ra nấm, nó là oxy càng nhiều càng tốt nha. Ánh sáng càng nhiều cũng càng tốt nha. Trại nào mà tối tối thì bật đèn đây, cả ngày lẫn đêm, nhưng mà bật đèn thì nó sẽ có một cái vấn đề nè, tốn điện là một,
Cái thứ hai khi mà chúng ta bật đèn á, thì cái trại nó sẽ hanh khô hơn, mọi người cố gắng giữ ẩm. Thì vì vậy nên nó thiết kế sao cho cái lưới quần, cái lớp che này nó sẽ được giữ ẩm. Đây là vải nó giữ ẩm. Còn cái thứ hai nữa thì mọi người cũng nên như thế này nè. Cái lớp màng quên lớp vải chi á, mọi người nên kiếm cái lớp vải là màu tối đi nha. Màu để màu sáng quá, làm màu đen đi, nó tối, làm cho cái trại nó tối hơn một tí ở cái quá trình nuôi tơ và cái quá trình đậy nắp. Còn khi mà cái quá trình ra nấm á, thì chúng ta cho nó sáng lên. Đấy, có thể là chúng ta chơi như thế này, chia thêm một lớp màu đen, lớp này để im. Khi mà ra nấm này chúng ta kéo cái lớp màu đen lên, để cái lớp này nó sáng, rồi ban đêm bật điện lên. Và thì nó là như vậy đó. Thì yếu tố ra nấm là ánh sáng này, oxy này, độ ẩm này, nhiệt độ này. Đấy, thì như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thành quả. Còn nuôi tơ thì trong quá trình mới nhập phôi và nuôi tơ thì chúng ta chỉ cần trại thoáng tối. Trại thoáng nha, thoáng đủ oxy. Oxy càng nhiều càng tốt, chúng ta sẽ bật quạt hút đây. Nắm tư vấn là đặt mấy cái quạt hút chỗ góc kia, để bên này nè, bên này có cái luồng không khí sạch này, đó là cây cối có cái nhiều cái nguồn oxy. Đó, bắt đầu nó sẽ hút qua đây để cho trong cái quá trình nuôi tơ nó có nhiều oxy. Rồi thì đó là những cái vấn đề mà Nấm chia sẻ mọi người. Còn cái vấn đề mà dọn vệ sinh rồi làm sao để cho nấm nó ra được chùm đều á, thì ở video trước Nấm chia sẻ rồi. Chúng ta Nấm nhắc lại, cạo vết thương cho tròn đều là ok nha, để khi mà cái nguồn tơ mới nó ra đều vòng tròn cái cổ thì nó bung nấm sẽ đều. Rồi, đó là cảm ơn tất cả mọi người. Còn cái trại này thì ok, chắc làm cỡ 4 lớp chắc đứng nữa nè. Đây đây, tôi chia sẻ mọi người đó, chắc như thế này để cho có cái độ thông thoáng. Đứng thẳng, đứng ngang dọc thẳng đứng hết. Rồi cái thứ hai nữa là cái đuôi cái đít này nó hở, nó thoáng, càng thoáng càng tốt. Chúng ta có một cái vấn đề này Nắm thấy mà bên tất cả các trại thường hay cố ép, tức là cố ép như thế nào. Ví dụ như thông thường là chuẩn là 100m² là trồng 10.000. Thì nếu như mà chúng ta trồng 8.000, 9.000 thì nó rất là tốt. Nhưng mà 10.000 mà ép ra 12, 13.000 thì nó là không tốt. Nó thiếu cái nguồn oxy và nó gây ra hầm nóng cái trại, chật chội, khó chịu. Đấy. Thì cái nấm của mình ấy, thì nó sẽ cần nha. Lúc nào cần khô ráo là cần khô ráo, lúc nào cần ẩm ướt là cần ẩm ướt. Nên mọi người cái thiết kế sao cho nó hợp lý là được. Còn vấn đề ra nấm như thế nào, xử lý như thế nào thì Nấm đã chia sẻ nãy rồi. Như vậy thì Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây. Mọi người có cái nhu cầu về tư vấn kỹ thuật gì đó hay là góp ý gì đó cứ comment bên dưới để Nấm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ cho mọi người những video tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.